Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam đã đi kiểm tra tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực địa đoạn tuyến qua xã Mễ Sở, huyện Văn Giang và các xã Trưng Trắc, Lạc Hồng, huyện Văn Lâm. Dự án đường vành đai 4 đoạn qua địa phận tỉnh có chiều dài hơn 19 km, đi qua địa bàn 4 huyện Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ và Văn Lâm. Đến nay, dự án thành phần 1.2 thuộc dự án đã hoàn thiện hồ sơ và đủ điều kiện để phê duyệt. Tổng kinh phí thực hiện dự án thành phần 1.2 sau rà soát là hơn 5,8 nghìn tỷ đồng, vượt so với chủ trương đầu tư hơn 2 nghìn tỷ đồng. Đối với dự án thành phần 2.2 đã hoàn thành hồ sơ lập báo cáo nghiên cứu khả thi, đang trình các ngành chức năng thẩm định. Các địa phương có dự án đi qua đã hoàn thành trích lục bản đồ địa chính, hoàn thành công tác rà soát, quy chủ đất, đồng thời đang dự thảo thông báo thu hồi đất và tổ chức kiểm đếm. Ủy ban nhân dân các huyện đã thực hiện việc xác định vị trí tái định cư nhà ở, khu quy hoạch nghĩa trang, trình sở xây dựng để thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận vị trí, ranh giới lập quy hoạch khu tái định cư. Đến nay, tổng diện tích thu hồi đạt trên 317 ha. Quỹ phát triển đất tỉnh đã tạm ứng 42 tỷ đồng để các địa phương tổ chức chi trả cho nhân dân di chuyển mồ mả và thực hiện đồng thời công tác xây dựng nghĩa trang mới hoặc mở rộng các công việc khác có liên quan. Kiểm đếm, đánh giá tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án, các đại biểu cũng tập trung phân tích, bàn các giải pháp tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện dự án, tập trung vào các vấn đề hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, bố trí nguồn kinh phí thực hiện giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hùng Nam nhấn mạnh, dự án đường vành đai 4 phấn đấu bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp trước để phục vụ khởi công ngày 30 tháng 6 năm 2023. Đến nay, khối lượng công việc phải thực hiện của tỉnh còn rất lớn, do đó các ngành, địa phương cần khẩn trương tập trung cao độ cho việc triển khai thực hiện dự án. Cần bàn giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, bố trí quỹ đất phục vụ tái định cư. Thế bây giờ để đáp ứng đến 30 tháng 6, cứ tập trung vào cái đất nông nghiệp trước cái đã. Còn các sở ngành ở đây như Tài nguyên, cái trình cái kế hoạch sử dụng đất của Văn Lâm sớm, thì tôi cũng đề nghị là Văn Lâm, Văn Giang là phải thống kê chi tiết trong 13 doanh nghiệp này thì doanh nghiệp nào di chuyển toàn bộ, diện tích bao nhiêu, doanh nghiệp nào mà di chuyển một phần, diện tích bao nhiêu, và hiện trạng là của các doanh nghiệp đang là đất lúa hay là đã san lấp rồi. Cái thứ ba nữa là đề nghị giao thông là các anh cân đối, như sáng nay chúng ta đi kiểm tra ở Văn Giang ấy, là bớt đi được 2 km đường song hành đấy, thì cái tổng kinh phí giải phóng mặt bằng là bao nhiêu đấy, thì là cũng phải bớt được cái phần đó đi. Trong thời gian tới thì đồng chí cố gắng ra được hết tất cả các thông báo và lập được hết tất cả các cái phương án bồi thường dụng đất trong vòng 2 tuần. Cũng trong vòng 2 tuần đấy thì tôi cùng các đồng chí lãnh đạo các sở ngành ở đây thì cố gắng làm sao mà bảo vệ quan điểm, rồi là phê duyệt được dự án thành phần thì có tiền để chi trả. Hiện nay, thời gian thực hiện dự án theo kế hoạch không còn nhiều. Do đó, các huyện Văn Giang, Văn Lâm, Yên Mỹ và Khoái Châu cần khẩn trương phối hợp với các sở, ngành thực hiện các bước trong công tác giải phóng mặt bằng, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất, bố trí tái định cư, di chuyển mồ mả cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án, rà soát cụ thể diện tích đất thu hồi, tránh sai sót trong quá trình đền bù giải phóng mặt bằng. Việc triển khai các bước giải phóng mặt bằng cần thực hiện một cách quyết liệt, linh hoạt và đúng quy định.